Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Ok, thì hôm nay mình sẽ gọi ở đây và mình sẽ tiếp tục với video chia sẻ kinh nghiệm về hamster để cho các bạn có thể nuôi hamster gọi là ok nhất luôn nha. Và hôm nay là cái mình sẽ chia sẻ về một cái trường hợp mà mấy hôm nay mình lên các trang Facebook và fanpage của các hội hamster rồi chẳng hạn, thì mình thấy các bạn mắc phải rất là nhiều và bị cái trường hợp này rất là nhiều luôn, và dẫn đến là hamster của các bạn nó gọi là chết rất là tiếc luôn á. Nói chung là chết rất là nhiều và rất là tiếc luôn. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm cái video chia sẻ cho các bạn đó, là rất mong em được cái video này trong khoảng thời gian sớm nhất để mà hamster của các bạn nó có thể an toàn và cũng như là bảo toàn được cái tính mạng của hamster của các bạn nha. Trường hợp đó là như thế này, là hamster của các bạn trong quá trình bạn nuôi á, thì hamster của bạn nó ẩu thoát ra ngoài hay là nó trốn ra ngoài á, thì các bạn đã biết rồi đó, khi mà hamster nó trốn ra ngoài á thì nó sẽ bị những cái con vật ở ngoài như là chuột nè, chẳng hạn là chuột cống nè, và chó mèo và rắn, và nói chung là rất rất là nhiều nguy hiểm ở ngoài nữa và ảnh hưởng đến con hamster của bạn rất là nhiều. Trên hội đâu đó thì mình thấy đa số hamster của các bạn nó bị con vật ăn nhiều nhất luôn á là con chuột cống đó. Vì sao? Vì con chuột cống á thì nó nói chung á là nó rất là nhanh các bạn, nó rất là nhanh và nó rất là thông minh luôn nha, và nó có thể mở cái cửa của bạn, nếu như mà cái cửa của bạn nó gọi là đậy hơi hơi hoặc là dễ mở á, thì con chuột cống nó có thể là mở cái cửa và nó có thể vào tận cái chuồng của hamster của bạn nó ăn luôn. Và còn không thì hamster của bạn mà nó có tẩu thoát ra được cái lồng á thì nó cũng bị con chuột cống nó ăn thôi. Và đa số là chuột cống nó ăn là nhiều, còn chó mèo đồ thì cũng có nhưng mà rất là ít thôi. Thì mình thấy các bạn gặp cái trường hợp này rất là nhiều luôn đó. Và hôm trước mình cũng có đăng một cái bài viết ở trên tách cộng đồng á, thì mình cũng thấy cũng khá là nhiều, cũng có một số bạn vào nói thì cũng gặp cái trường hợp này đó. Và hôm nay mình sẽ làm video này và nói chung là một số cách mà các bạn có thể phòng ngừa để cho hamster của các bạn nó không có bị cái trường hợp là bị con vật này con vật kia nó ăn, hoặc là các bạn hamster của bạn nó trốn ra ngoài dẫn đến là trường hợp là nó bị tử vong, rất là đáng tiếc luôn đó. Thì đầu tiên đó, các bạn cần lưu ý cho mình, ở đây mình sẽ lấy hai cái chuồng này làm ví dụ cho các bạn nha. Và trước tiên mình lấy cái chuồng này đi. Và đầu tiên bạn cần lưu ý cho mình đó chính là cái chuồng. Vì sao? Vì cái chuồng á là như là một cái nhà để mà bảo vệ cái con chuột hamster của các bạn. Vì thế các bạn khi mà các bạn nuôi hamster, hoặc là những bạn nào chuẩn bị nuôi hamster đó, và trước khi các bạn nuôi hamster thì các bạn cần phải mua một cái chuồng nó thật là an toàn và chuyên dụng dành cho hamster nha. Chứ các bạn không nên là mua những cái lồng chim hay lồng gì các bạn về chế bậy chế bạ rồi lót con cưa vào nuôi nó thì nó không có được ok đâu. Và nếu như các bạn mua thì các bạn hãy mua những cái lồng chuyên dụng cho hamster, không nhất thiết là những cái lồng sắt như thế này. Các bạn có thể mua những cái lồng bằng mica nhưng mà nó phải chuyên dụng cho hamster thì nó mới an toàn cho những bé hamster của bạn được nha. Đó, thì đối với những cái lồng sắt hiện tại á thì theo mình thấy á, là nó đều có những cái móc khóa các bạn, những cái móc khóa được uốn cong như thế này nè. Đấy, ví dụ cái này, cái này là cái nắp mở lên đó các bạn. Như các bạn đã thấy đây là một cái nắp nè, và ở đây nó sẽ có cái chốt khóa đó các bạn. Đó, hai cái lồng này thì nó có hai cái cho nên rất là chắc chắn luôn. Đó, và cái móc khóa này á là khi mà các bạn mở lên nó thì các bạn phải dùng một cái lực khá là mạnh đó, các bạn mới là mở lên được như thế này đó. Và các bạn có thể để đồ ăn vào cho nó, và khi các bạn cài lại á thì cái móc này nó sẽ tự động đấy, sẽ tự động cài chặt như thế này. Và cái móc này thì hamster chắc chắn là nó không thể nào mà nó có thể cậy ra được rồi. Thậm chí là hamster bia nha các bạn, hamster bia thì các bạn đã biết rồi đó, nó là chuyên gia đào tẩu luôn đó. Các bạn nuôi hamster bia thì các bạn cần lưu ý là chuồng trại đồ phải thật là an toàn đó, móc cửa đồ là các bạn phải cài kỹ là nha. Đấy, thì những cái móc này nó sẽ giúp cho hamster của bạn nó không thể trốn ra ngoài được, và đồng thời là những cái con vật khác như là chuột hay là mèo đó, nó không có thể cậy cái cửa ra được đó, dẫn đến là nó vào để nó ăn chuột của bạn nha. Đó, thì lồng, nếu như mà các bạn mua lồng sắt thì các bạn phải mua những cái lồng chuyên dụng cho hamster, chẳng hạn như là những chiếc lồng như thế này. Đây, đây mình có một chiếc lồng nấm nè. Đó, lồng nấm thì bây giờ nó cũng có trang bị một cái móc khóa ở đây nè. Đó, lồng này thì nó chỉ có một cái móc khóa nhỏ ở đây thôi. Đấy, và khi kéo lên thì các bạn cũng phải dùng một cái lực khá là mạnh mới kéo lên được. Đó, còn đối với chuột rồi mà nó có cái cậy ở dưới này nè các bạn, phía dưới này thì cũng không ảnh hưởng gì hết, nó không thể nào mà cậy lên được hết. Và thậm chí là chó mèo nó cũng vậy luôn. Đó, và lồng thì các bạn khi đặc biệt á, các bạn lưu ý là khi mà các bạn để đồ ăn vào là các bạn mở cửa lên đúng không, hoặc là các bạn thay bằng cưa gì đó thì các bạn mở cửa lên thì thay xong hoặc là cho nó ăn xong thì các bạn phải đậy kín cửa lại, đậy cửa lại, lưu ý là nhớ đậy cửa lại nha, để thôi là hamster của bạn nó sẽ đào tẩu ra ngoài liền. Hoặc là các bạn không để ý thì
chó mèo rồi thì là chuột gì đó nó vào nó ăn hamster của bạn. Đối với lồng thì mình các bạn cần phải mua những cái lồng chuyên dụng đó. Mình khuyên các bạn khi nuôi á, thì các bạn nên đầu tư cho tới luôn đó. Các bạn nuôi hamster thì các bạn phải đầu tư cho tới luôn. Tại vì sao? Hamster là một loài chuột, nó rất là loài chuột cảnh á, nó rất là nhỏ đó. Theo mình biết thì hamster là một loài chuột mà nó nhỏ nhất đó trong các loài chuột luôn đó, và nó không có cái khả năng gọi là chống cự lại đấy, chống cự lại nhiều cho những cái nguy hiểm. Khi mà nó bị đe dọa thì nó chỉ biết cắn lại, nhưng mà cắn lại với mức độ là nhẹ thôi, chứ không có ảnh hưởng gì tới những cái con vật khác. Ví dụ như là con chuột cống chẳng hạn, nó mà lại nó tấn công cái con chuột hamster của bạn thì các bạn hiểu rồi đó. Con chuột cống thì nó lớn gấp mấy lần chuột hamster của mình mà, đúng không? Đó thì nó ăn con chuột hamster của mình một cách rất là đơn giản luôn, thậm chí là chó mèo cũng vậy đó. Ok, thì lồng thì các bạn phải mua lồng an toàn để mà bảo vệ cho hamster của bạn. Còn đối với những bạn nào mà mua đang nuôi những cái lồng mica hoặc là lồng kính chẳng hạn đó, thì các bạn phải mua một cái tấm lưới đó về, các bạn đậy kín cái phần trên lại đó để cho thật là an toàn, để cho mà chó mèo đồ nó không thể nào mà nó vào được đó ha. Các bạn nuôi lồng kính đó, thì mình cũng thấy rất là nhiều bạn bị cái trường hợp là chuột cống nó vào nó ăn luôn nha. Đó, các bạn đậy nắp lồng thì các bạn phải lấy cái gì mà các bạn cài thật là chắc. Và tiếp theo nữa chính là cái môi trường các bạn nuôi đó. Thì trước khi mà các bạn nuôi hamster thì các bạn lưu ý là ở nhà của các bạn nuôi mèo hoặc là chó chẳng hạn, đặc biệt là mèo, tại vì mèo thì nó rất là thích chuột các bạn đó, và nó luôn luôn là rình những cái con chuột đấy, đặc biệt là chuột hamster đó. Thì ở nhà các bạn nuôi mèo thì các bạn cần phải để cái lồng của hamster của bạn ở chỗ nào nó an toàn tí đó, và tránh sự chú ý của con mèo tí nha. Chó mèo á thì nói chung á là nó giật con hamster của bạn một tí thôi là con hamster của bạn chết luôn à đó. Thì cái đó là môi trường của bạn nuôi phải là an toàn một tí. Còn những bạn nào mà ở nhà không có chó mèo chẳng hạn thì các bạn cũng phải để ở một nơi nào đó mà nó an toàn đó, để thôi là cái con chuột này chuột kia hoặc là con rắn rồi chẳng hạn nó vào lòng của bạn là nó vào được là sẽ chết hamster của bạn. Ok, và nói chung là mình sẽ tóm tắt lại như thế này nha. Và thứ nhất là các bạn phải coi là trước khi các bạn nuôi hoặc là các bạn đang nuôi á thì các bạn phải coi cái chuồng của bạn thật là an toàn nha, và chuyên dụng dành cho hamster. Thứ hai đó chính là môi trường các bạn nuôi, nơi các bạn để chuột hamster của bạn thật phải thật là an toàn, và tránh xa những cái con vật mà có thể gây hại đến chuột hamster của bạn nha. Là hai cái điều đó là cái quan trọng nhất. Và cái quan trọng nhất đó chính là vẫn là cái lồng nha các bạn. Cái lồng là một cái gọi là một cái áo giáp, gọi là một cái nhà để mà bảo vệ cái chú chuột hamster của bạn, chú chuột cảnh của các bạn thật là an toàn. Các bạn cần lưu ý là phải mua lồng đồ rất là an toàn để cho chuột hamster của bạn nó không có bị con này con kia ăn nha. Ok, và khi mà các bạn, chuột hamster của bạn á, nó bị con những con vật đó tấn công á, thì các bạn phải làm sao? Thì nếu như mà con chuột hamster của bạn nó may mắn mà nó bị nhẹ, chẳng hạn như là nó bị chảy máu ngay cái phần tay hoặc là phần lưng hoặc là cái chỗ nào một ít thôi á mà nó vẫn còn sống á, thì các bạn hãy đem cái con chuột hamster của bạn ra tiệm thú y đấy, tiệm thú y gần nhà các bạn nhất, để cho những cái người đó người ta sẽ có cái kinh nghiệm á, người ta sẽ điều trị cho các bạn. Những tiệm mà thú y chó mèo chẳng hạn đều được hết nha các bạn. Ở chó mèo thì người ta vẫn có thể là điều trị cho hamster của bạn luôn. Ok, và nếu như mà gặp trường hợp xấu nữa mà chẳng hạn như là mình thấy các bạn, hôm trước mình có đăng một cái bài lên tách cộng đồng á, thì con chuột hamster của các bạn đó bị hình như là bị rách cả một cái phần cổ luôn, thì mình chắc chắn là bé đó là không thể nào sống nổi rồi đó. Như các bạn mình đã nói vào đầu video á, thì hamster là loài chuột rất là yếu các bạn, nó mà bị thương như thế là chắc chắn là nó sẽ bị chết luôn đó. Ok, thì tốt nhất là các bạn phải chuẩn bị chuồng trại, nơi sống của hamster của các bạn nó thật là ok, thật là an toàn thì nó sẽ đảm bảo nhất. Nếu như mà các bạn gặp trường hợp đó thì khoảng là 98-99% là hamster của bạn nó sẽ bị tử vong. Và không ít, nếu như mà các bạn nuôi một vài bé thì còn đỡ, có nhiều bạn nuôi cả một chuồng chẳng hạn đó, thì bị con chuột cống nó vào nó ăn thì nó ăn sạch luôn á. Và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Mà nếu như mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe, và mình rất hy vọng là cái video này sẽ gọi là giúp ích các bạn một ít gì đó trong quá trình các bạn nuôi hamster nha. Ok, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu như các bạn thấy video này bổ ích đó, thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nhiều cái video nữa cho các bạn xem nha. Rồi, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.